kết hợp giữa đội hình bên trái của KDF cũng là một đội hình có khả năng kết hợp rất là tốt. Họ có được Real cùng với Fulton ở cấp độ 6 thì đây là một bộ đôi có khả năng phát động tấn công giao tranh rất là mạnh. Bên cạnh cái khả năng tấn công sớm tới từ Lee Si của Kurt lên khu cánh trên. Cánh trên của họ sẽ có Renaton là một chất tướng đi đường mạnh. Nhưng ngày hôm nay thì cùng xem là liệu rằng kèo đấu khu đường trên Dudu có gặp quá nhiều áp lực với một con tướng tay dài phía bên kia của player là Twitter Fed hay không? Xét về cái kèo Twitter Fed cùng với cả một con tướng tay ngắn thì gần như chắc chắn rằng Twitter Fed sẽ có được cái lợi thế rồi. Nhưng quan trọng là như chúng ta đã chia sẻ với nhau thì Renaton không phải là một cái con tướng theo dạng là lù đà lù đù, chỉ đơn giản là farm. Mà cái khả năng lả lướt của con Renaton này cũng sẽ khiến cho cái sức tiếp cận của Dudu sẽ trở nên dễ hơn. Và nếu như có một cái tình huống gây áp lực từ sớm tới từ Kurt cùng với Lee Sin thì chắc chắn rằng là bên phía Quantumfix họ cũng sẽ không quá quan ngại về cái việc rằng đường trên của mình bị thua thiệt quá là nhiều. Thì cái bài toán được đặt ra dành cho Kurt trong ngày thi đấu hôm nay cũng khá là nặng, và cái phong độ của Kurt cũng sẽ được đặt lên bàn cân. Cùng xem là liệu rằng ở những trận đấu vừa qua phong độ không thực sự tốt tới bên phía của KDF, đặc biệt là Kurt không tìm được tiếng nói trong những trận đấu của mình. Thì ngày hôm nay với Lee Sin anh ta có sửa sai điều đó để giúp cho các thành viên bên phía KDF có được một tấm vé đến với playoff sớm hay không? Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến của FCK Tiếng Việt, chúng ta sẽ cùng tới với cuộc đối đầu giữa PX và Quantum Freaks, cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng của cả hai đội để có thể lấy về tấm vé cuối cùng vào vòng playoff của LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng LCK Tiếng Việt bản quyền thuộc về Boxsport. Rất hy vọng các bạn khán giả sẽ để lại chúng tôi thêm những tình cảm và những lượt like, lượt follow, lượt subscribe trên các cái nền tảng phát sóng của chúng tôi. Đã có một con mắt được cắm ra từ bên phía của Quantum Freaks trên cái cung đường từ bùa xanh ra bờ sông ở trong nhà của VX, và họ sẽ có được một lượng thông tin rằng là khi nào Wheeler sẽ có mặt ở đây. Nhưng bây giờ là Dudu đang rất tự tin lao lên trao đổi để có thể kéo đi bớt cái lượng máu tới từ Clear, nhưng mà e rằng là không thành công rồi, thậm chí là còn lỗ nặng. Và anh ta buộc sẽ phải farm cái đàn lính này sát chỗ, anh ta còn đang không farm nổi cơ. Dudu mất rất là nhiều máu với cái sải tay của Clear rất xa, và Kurt đang có mặt ở đây, tăng tốc tới từ Clear. Sóng âm đã tung ra chính xác rồi, bắt đầu lao vào. Clear dùng bài vàng để có thể lui về được. Clear sẽ bị làm chậm trong pha này, nhưng Kurt chỉ đơn giản là có thể hỗ trợ thôi. Đường dưới cũng có giao tranh nổ ra, Bun bị hất tung về, Bun sẽ bị dưới chân thanh tẩy rất là nhanh, sát thương nhồi vào Bun là quá nhiều. Bun buộc phải bỏ chạy, tốc biến lên dùng cú quy tới từ Hena, và chỉ còn hai đòn đánh nữa thôi, một đòn đánh nữa thôi là đủ, nhưng không đủ tầm. Hena không với được bằng người của Bun. Bun có tăng tốc, và đó là chiêu mưa tên chính xác tới từ Hena, lấy về điểm chiến công. Bây giờ là tới lượt Endil. Endil đang phải bỏ chạy, Endil rất nỗ lực để tăng tốc làm choáng Hena lại, nhưng sẽ bị dưới chân buộc phải dùng tốc biến để có thể lui, và đó là lợi thế dành cho Hena cùng execute. Nhưng xét về khả năng Onin thì bên phía FX họ khẳng định rằng là nguồn sát thương đầu trận của chúng tôi là không hề ít một chút nào cả. Mặc dù cái tình huống vừa rồi chỉ có mỗi một cây kiếm đô đan ở trên người thôi, nhưng mà sát thương được cộng hưởng vào tới từ cả Alistar của SQ nữa cũng đã giúp cho bên phía của FX có được lợi thế. Và với cái lượng trang bị đang tạm thời nhỉnh hơn một chút xíu như thế này thì chắc chắn rằng là bên phía của FX họ không cần phải lo khu vực nửa dưới bản đồ nữa rồi. Wheeler đang vòng ra được phía sau bộ đội đường dưới của KDF, và đó là một pha hack flat tiếp cận tốt tới từ SQ. Mục tiêu được chọn đó là vị trí của Bun. Bun không còn phép bổ cho tốc biến, và anh ta sẽ phải nằm xuống thứ hai trong ván đấu này. Thật sự là quá là xuất sắc tới từ bên phía của FX. Đó là một cái nhịp di chuyển tận dụng địa hình rất là hay tới từ bên phía của FX. Đó là một cái cung đường từ cái bụi cỏ phía trước mặt hang bùa xanh di chuyển ra khu vực đường dưới rất là thuận lợi dành cho Wheeler để có thể thực hiện một cái pha ganh vừa rồi. Và điểm hạ gục thứ hai đã có dành cho Hena, nên ghi nhớ rằng đây là một trong số những cái vị tướng mà Hena chơi cực kỳ hay ở tại sân khấu chính LCK, và anh ta cũng đang là người được dồn rất nhiều tài nguyên. Vâng, và lúc đó thì Lee Sin của Kurt lại đang ở cánh trên bản đồ, và điều đó khiến cho KDF cũng không có phương án nào để có thể đưa ra một tướng tấn công được trở lại. Họ quyết định là buông bỏ một đợt sâu đầu tiên để hướng tới tình huống tấn công khu đường dưới, và có dầu nguyên tố cho phía X hay không khi họ có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước chất tướng được đánh giá là nhỉnh hơn của FaZe. Trong khoảng thời gian này thì Kurt cũng đang tìm kiếm cơ hội để có thể phát động một pha tấn công. Clear đang đẩy cực kỳ cao, nhưng Kurt thì chưa có được. Anh ta sóng âm chuẩn sai, anh ta lao vào nhưng tốc hành được dùng. Nộ lông cứ tốc biến tốt, thần cá sấu được kích hoạt, và với cú dồn sát thương này, sát thương nó sẽ là đủ với cú tốc biến đập mặt vào tường của Clear. Trời ơi, không thể tin được Clear trong cái pha vừa rồi. Anh ta đã rất là nắn nót bằng cái việc đi bộ vào sát bờ tường, nhưng tốc biến thì lại không thành công. Và để cho các thành viên bên phía của Quantumfix có được một cái điểm chiến công rất là dễ dàng như vậy, đúng ra là nếu như mà pha đó mà tốc biến được thành công rồi thì Dudu ít nhất là anh ta cũng sẽ phải bỏ ra cái tốc biến. Nhưng mà rồi không sao, lượng tài nguyên mà bên phía Quantumfix họ bỏ ra để hạ gục được Twitter Space đã là tương đối nhiều rồi, không có cơ sở để có thể cạnh tranh được cho mình ở cái bầy sâu hư không thứ hai nữa. Nhưng ở đường dưới Hena đang tương đối là đơn độc, có thanh tẩy vẫn bị hất tung lên một nhịp, sẽ bị hút về hay chăng đây, quyết định là chưa hút. Hena trả lại chiêu cuối, trả lại sát thương. Endil chỉ còn khoảng tầm 1/3, 1/4, 1/5 cây máu.
và buộc sẽ phải lui về. Và đây là mũi tên xuyên phá, xuyên phá qua lớp phòng ngự của Andrew. Đó là một pha mà rõ ràng là Andrew còn phép bổ trợ tốc biến, nhưng anh ta không ngờ rằng Henna lại có một cái mũi tên xuyên phá nó đau đến như vậy, vì trước đó đã là một con Varus hai mạng hạ gục, trong đó có chính công đầu, và Henna đã hoàn thành xong kiếm ma Yumu rồi. Lượng sát thương trả lại với sợi xích tội lỗi cùng với những pha mũi tên xuyên phá kích hoạt được nội tại của tên độc, nó mang lại cho Henna một lượng sát thương lớn trong pha vừa rồi. Nó ngoài sức chống chịu của Rell trong tay của Andrew và một Rell hỗ trợ thì phải hướng tới kiểu giày khai sái Ionia để lấy hồi chiêu đi đường, thì rõ ràng là sức chống chịu không có nhiều giáp của Andrew đã khiến anh ta phải bỏ mạng trong một pha cố dướn và chỉ lấy được cái thanh tẩy cùng với chú cuối của Henna. Thì cùng xem là pha dòng nguyên tố này liệu rằng bên phía của KDF có cơ sở để giao tranh hay không. Thậm chí là Andrew đang có thể là mục tiêu để tấn công, anh ta bị dính hất tung và anh ta bắt buộc phải rút lui với hắc kim thuật. Kurt cũng đang có mặt tại khu cánh dưới bản đồ với nộ long cước sẵn sàng, nhưng tốc biến của anh ta thì chưa hồi. Wheeler tự tin bước lên và Henna đang ở trạng thái năng lượng hơi thấp một chút. Đây sẽ là một cơ sở để KDF có thể giao tranh tổng với chiêu cuối đến từ bộ đội đường dưới của họ đang sẵn sàng. Henna đang rất là chăm chỉ nộ những cái cú tên xuyên phá của mình để có thể cấu rỉa Quang Đồng Fritz, nhưng mà bây giờ anh ta cũng sẽ cần phải giữ lại một vài cái lượng năng lượng. Bây giờ một tình huống combo tới từ Quang Đồng Fritz, sát thương như vậy là quá nhiều, Wheeler phải nằm xuống rất là nhanh rồi. Execute đang phải bỏ chạy, vẫn đang bị dí theo, sát thương trả ngược trở lại là không đủ tới từ Henna, và Boon sẽ là người có điểm hạ gục trong pha này. Cơ hội ăn rồng mở ra cho Quang Đồng Fritz. Đó cũng là một tình huống mà Closer sẽ không di chuyển xuống cánh dưới được do anh ta đang bị kẹt lại khu đường giữa sau nhiệt đẩy của Bulldog. Và vừa rồi là một pha combo combo. Bây giờ thì cả năm thành viên của VX đều đang có mặt ở đây rồi. Bulldog cũng đang chuẩn bị tới hội quân cùng với cả Andrew và Bull. Dudu thì có dịch chuyển, anh ta sẽ duy trì thêm một thế đẩy, sau đó anh ta dịch chuyển ngược trở lại. Bây giờ là một tình huống mà Andrew cần phải cẩn thận, cái anh ta sẽ bị tấn công, anh ta sẽ có thể mất rất là nhiều máu nếu như bị dính cú một cú bài vàng cộng thêm sát thương nhồi vào, và đúng thật là như vậy. Tuy nhiên Quang Đồng Fritz đã câu đủ thời gian rồi. Con thần cá sấu cánh trên của họ đang tương đối là mạnh ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là pháp thua so với cả clear bên phía bên kia, nhưng hai công trình cộng với cả một điểm hạ gục chắc chắn cũng sẽ giúp cho tốc độ thăng tiến của Dudu là rất ổn định. Chắc chắn đây sẽ là một con rồng trên bên phía của KDF rồi. Họ sẽ có tiền đề để kiểm soát nó tốt hơn sau khi mà Henna không còn chú cuối và cả tốc biến của anh ta nữa. Có lẽ sẽ cần xử lý tốt hơn nữa chất tướng Varus hiện tại đang cầm 3 mạng của Henna để họ có thể có những pha giao tranh mà khả năng cấu gì trước thềm giao tranh của Henna sẽ giúp cho họ có được tiền đề giao tranh tốt hơn. Còn nếu giao tranh Onin với combo của KDF với một Varus không có tốc biến thì nó là quá liều lĩnh. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà bên phía KDF ăn rồng cánh dưới thì họ cũng không phải trả giá, nên là đành phải chờ mục tiêu. Và cụ thể thì có lẽ là khoảng tầm 3 phút nữa, khi mà con rồng thứ tư của ván thi đấu có mặt ở trên bản đồ, thì hai đội mới bắt đầu có những tình huống triển khai. Nhưng mà khoan đã, triển khai luôn rồi, Clear đang chờ bài vàng, nhưng đó là bài đỏ, làm chậm được Curse mà thôi. Và Clear có thể gặp nguy hiểm hay chăng đây? Sóng âm tung ra chính xác rồi, Wheeler đang nộ cú làm choáng và Curse đang bị tấn công rất nhanh chóng, đó chính là mạng dành cho Henna. Henna lên tiếng, đó là cú đợt chính xác, mặc dù tốc biến tới từ Andrew, tung ra chiêu cuối tới từ Boon để có thể bảo kê người chơi hỗ trợ của mình về. Và đó là một khu vực mà rõ ràng là KDF đang là những người không có được quyền kiểm soát, họ không có đủ tầm nhìn tại khu vực đó. Và mặc dù trước đó là một pha bài đỏ tới từ Clear, không giữ chân được Kurt lại, nhưng Kurt lại tự đi bộ vào cái bụi cỏ, nó cũng chẳng có bất kỳ một cái thông tin nào của KDF cả. Và để rồi anh ta bị dính rất nhiều khống chế đến từ bên phía của FaZe. Hầu như lúc nào cũng sẽ có một cái nhịp lính được đẩy lên, và nếu như họ mà tiến vào ăn rồng thì cái áp lực vào những cái trụ hai nó sẽ vô cùng là lớn, và họ buộc phải tìm cơ sở để có thể giao tranh ở thời điểm tại, hoặc ít nhất là bắt lẻ một ai đó thôi, nhưng đang chưa thực sự thành công cho lắm. Và bây giờ là một tình huống các thành viên bên phía của Quantum Freaks, họ đang đứng trực ở trong cái bụi này, nhưng đó là một cú định mệnh lao vào để combo, nhưng lập tức là Wheeler lao vào tìm kiếm được Boon. Boon nằm xuống rất nhanh với Wheeler cùng với cả Closer là người tác động. Bên phía bên này Henna vẫn đang rất thoải mái, Closer vẫn đang múa bên trong kia. Wheeler nhảy quá là nhiệt, rất là lả lướt. Clear lao thẳng vào giữa đội hình, anh ta nằm xuống, nhưng mà nằm xuống để cho đồng đội anh ta đứng lên. Andrew lao vào, Andrew quá đơn, cố gắng bơi tới Dudu bơi rất là khỏe, nhưng hạt thông nổ đã cứu được Closer trong pha vừa rồi. Henna thì sao? Henna có lẽ là sẽ không thể gây được thêm sát thương được nữa. Và cánh trên của KDF vừa rồi đã có một pha gánh giao tranh rất tốt, mặc dù là khởi đầu rõ ràng là xạ thủ KDF đã không được chơi game, đang không có quá nhiều tầm nhìn tới từ bên phía của FX. Họ buộc phải đi cùng nhau để có thể giải mắt. Con rồng vẫn đang được nhấp nhả mà thôi, Curse vẫn đang chưa muốn all in. Và đây là một pha lao thẳng vào từ Andrew, nhưng Andrew đang hơi đơn độc một chút, và Curse lao vào theo. Execute đang mất rất là nhiều máu, Execute đã nằm rồi, bão đạn tung ra tương đối đẹp. Và bây giờ là FX, họ đang chuẩn bị phản công, và Closer múa quá kinh với double kill, sau đó là triple kill dành cho Closer. Closer hồi lại nội năng rồi, và đó là mạng dành cho Henna chứ không phải là quát ra dành cho Closer. Tình huống giao tranh có vẻ như kết hợp không được tốt lắm đến từ bên phía của KDF, khi mà Andy là người mở hơi sớm so với pha chiêu cuối đến từ Boon.
rất là găm ghé nhau ở khu vực hang Baron này, bởi vì đây chắc chắn sẽ là một cái điểm đến hoàn toàn có thể mở ra được cái trận đấu này dành cho cả Panoptix và PX. Và bây giờ là Wheeler bị tấn công, bị hất tung về, rất nhiều sát thương nhồi vào, nhưng Wheeler chống chịu rất là tốt, anh ta vẫn còn đang sống. Wheeler buộc phải thông biến để có thể bỏ chạy, và bây giờ là Closer tới. Closer bắt đầu múa, Andy còn một chấm máu nhưng Closer bị tấn công, bấm nút một Closer, Clear vòng ra phía sau, Closer bị tap một kill rồi, Clear đang thoải mái và Clear đang hơi đơn độc trong pha này. Closer buộc đã phải lui ra, Dudu che chắn quá tuyệt vời và Dudu bơi lên chiêu cuối của Bulldog lao thẳng vào, Clear sẽ phải nằm lại và Panoptix giao tranh thắng lợi. KDF vẫn có thể giao tranh thắng lợi mặc dù đó là một pha mà họ đã không có được tiếng kết hợp tốt nhất. Các bạn thấy là giao tranh xong thì chiêu cuối của Bull vẫn còn, tức là họ giao tranh mà không cần chiêu cuối của Midfountain vẫn có thể giao tranh thắng. Đó là một tình huống mà họ đã lấy được rất là nhiều máu tới từ Wheeler với pha quăng địa chấn của Bulldog. Mặc dù là Wheeler vẫn có thể rút lui một chấm máu nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn phải lên bảng. Và Closer anh ta dồn sát thương vào người của Andil, thì đó là một tình huống mà anh ta mất máu quá nhiều trước đó sát thương tới từ tuyến trên của các thành viên KDF. Clear mặc dù bọc ra được phía sau và anh ta có được hai mạng hạ gục tới từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của đối phương, nhưng cái tuyến đầu của Clear đã nằm xuống hết tất cả, và sau đó thì anh ta cũng phải nằm xuống chung. Chỉ có Akali của Closer là người may mắn sống sót với cái đồng hồ và tốc biến rút lui mà thôi. Nhịp đẩy đường dưới thì Closer vẫn đang làm tương đối là tốt, và buộc sẽ phải có người đẩy lại mà thôi. Và Execute đang bị cấu máu, Execute mất từng này máu thì làm sao mà ra cắm mắt được đây. Đang tương đối là khó khăn dành cho PX ở thời điểm hiện tại, khi mà bây giờ Renekton cùng với cả Miss Fortune trong tay Dudu và Bull đang tương đối là mạnh rồi. Cùng xem là có giống cái tố này thì liệu rằng bên phía của PX có kiểm soát được nó hay không. Một pha chiêu cuối nhưng mà qua đây chấn trượt và Clear vẫn có thể đi bộ về được. Pha vòng sau tới thì SQ với một con Alista bật bất khuất, nhưng anh ta có vẻ là không trâu lắm. Miss Fortune của Bull đã đưa ra một loạt bão đạn, vừa có sát thương vừa khép góc lao vào đến từ cơn với 6 ngân vườn cướp, nhưng sát thương của anh ta chưa đủ để dứt điểm các thành viên yêu máu phía sau. Anh ta bị bắt choáng, cú húc đến từ SQ hơi bóp rồi. Cướp đang hút máu lại với giáo thiên lì và anh ta hộ thể ra với một chấm máu, tiếp tục đu bám đến từ Wheeler và mạng có dành cho Closer. Closer còn sát chiêu nào lần 2, kích hoạt thần ca sấu. Sát chiêu nào lần 2 đến từ Closer quyết định dùng để rút lui rồi. Cú định mệnh được kích hoạt tới từ Tito Fate sau khi anh ta đã về nhà hồi lại đầy đủ lượng máu, nhưng đó là double kill dành cho xạ thủ KDF. Họ tiếp tục tìm kiếm hàng công tiếp theo và đây sẽ là một mạng nữa dành cho KDF cho pha tranh này. Dudu vẫn sống với một lượng máu tương đối và sau đó thì là một pha chiêu cuối từ Hena, nhưng anh ta không dứt được ai của KDF cả. Ở trên thực tế thì Panoptix cũng như là PX thì cũng đang hơi có một chút lật bánh tráng, lật qua lật lại, nhưng mà cái trận đấu nó vẫn đang hấp dẫn là vì như thế. Và tình huống mà đồng chí là Curse biết bắt lại, nhưng Curse vẫn đang còn sống và anh ta tung ra sóng âm không chính xác. Bây giờ một tình huống Execute lao vào nhưng ta bị đẩy về bằng cú chiêu cuối của Curse rất tuyệt vời, và Dudu bơi tới người bị chân đại chính là Execute. Execute đang quá là đơn độc và sự hỗ trợ của PX sẽ phải nằm lại trong pha này. Mạng được nhường dành cho Bull, mất một người rồi. Baron thì còn tận 2 phút nữa cơ, liệu rằng Panoptix họ có thể đẩy được hay không đây? Họ không có mục tiêu gì để có thể tiến ra kiểm soát cả, do đội bên phía PX cũng không phải đội hình có những chống chịu quá tín ở tuyến đầu nữa. Thala lên tới từ Dudu, Wheeler vẫn lao vào và anh ta bị choáng ngược trở lại. Các tung chiêu cuối để quăng lấy thì chống chịu Dudu kích hoạt thần cá sấu, phía bên kia SQ lại tiếp tục đi đơn độc. Và đây là một pha áp sát đến từ vị trí của Closer, anh ta bị đá ra bởi độ lâu cơ. Anh ta có một pha E bị làm choáng bởi tấm thảm của Bulldog và sau đó anh ta tung sát chiêu nào cố gắng rút lui. Phía bên này thì cú bão đạn vừa rồi của Bull mang tính chất khép góc mà thôi. Phía bên kia đã có mạng dành cho Bulldog, người nằm xuống là Akali của Closer. Cánh còn lại cũng đang là nỗ lực giao tranh tới từ Clear với con Twitter Fate đánh tay của mình. Anh ta đánh tay rất là tốt, anh ta quăng vài vàng và anh ta được hỗ trợ đến từ Hena. Hena có cho mình thêm mạng gục và triple kill dành cho Hena cho pha giao tranh vừa rồi. Anh ta đang tìm kiếm cú quad ra kill nhưng mũi tên xuyên phá của anh ta nó không đủ tầm. Bulldog đã có một pha tốc biến đi được, hai xạ thủ của Fake vẫn còn trên bản đồ. Baron để đẩy khu vực đường giữa trước khi tiến tới với con rồng nguyên tố thứ 6 của ván thi đấu này. Đợt lính đường cánh đang rất thuận lợi cho bên phía của PX để tiến vào giao tranh tại khu vực hang rồng, nhưng đó là một pha chiêu cuối dựng tường rất khó chịu tới từ Bulldog. Họ cô lập được PX ra ngoài khu vực hang rồng, nhưng ít nhất là Wheeler vẫn còn ở đây để cạnh tranh trừng phạt. Và đó là một pha lao vào trước tới từ Wheeler, rồng không còn nhiều máu. Cớt đá nội đồng cướp nhưng anh ta trừng phạt fail, dùng thuộc về PX chưa có linh hồn rồng cho KDS trong pha này. Người đã bị kẹt lại đó là Andy, pha bơi vào hơi sâu. Akali của Closer bơi vào quá sâu và anh ta nằm xuống chung với SQ rồi. Một rồng dành cho bên phía PX nhưng họ đang giao tranh thua. Họ đang tìm cách rút lui với cú dịch chuyển đến từ Dudu. Dudu bị cản cú dịch chuyển bởi cú làm choáng tới từ Wheeler và không có pha dịch chuyển bọc sau tới từ Dudu, thì PX vẫn có thể rút lui về 3 người. Số lớn trong giao tranh nếu như anh ta tiếp cận được vào tuyến sau của đối phương. Anh ta bị phát hiện vị trí rồi. Anh ta cố gắng rút lui với tình huống phóng phi tiêu của mình và sau đó thì Wheeler chưa tìm được vị trí để có thể lao vào tấn công với cú phản công của mình. Anh ta phải rút lui vì đang bị Baron tấn công, mất máu hơi nhiều. Cánh còn lại Dudu cũng đã bị bóc đi một lượng máu không hề nhỏ. Trên 1000 máu của Dudu đã mất sau pha tấn công tới từ Closer. Baron đang được kiểm soát tới từ bên phía của PX.
Và Kurt đã vào đủ tầm để trừng phạt. Anh ta trừng phạt tốt hơn. Anh ta mang lại Baron ra cho bên phía KDF. Họ mở ra phần chúng giao tranh, mà ngay lập tức đó là clear lên bảng đến số. Cánh còn lại thì Closer cũng đang solo 1-1, không lại con thần cá sấu của Dudu. Dudu tốc biến lên và tìm kiếm được cơ hội solo kill. Dấu chấm hết dành cho PX ở trong ván đấu này. Và họ sẽ từng người lên bảng đến số mà thôi. Cú quét sạch dành cho KDF cùng với một con Baron. Các thành viên bên phía của VX họ bị chia cắt giao tranh trong cái pha vừa rồi. Họ không thể nào có thể nhồi sát thương vào cùng một mục tiêu được. Người thì tấn công vào Dudu, người thì tập trung vào Curse, người đánh vào Bulldog và người còn lại thì cố gắng tìm kiếm Bull. Và đó là lượng tài nguyên bị chia ra quá nhiều khiến cho Quantum Freeze cực kỳ thoải mái giao tranh. Bởi vì vị trí nào của họ cũng có sát thương, vị trí nào của họ cũng có khả năng chống chịu. Và chiến thắng trong ván đấu đầu tiên có phần vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng dành cho Quantum Freeze. Rất vất vả. 5 phút là những gì mà các thành viên phía của KDF cần để có thể có được chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên này.